Chương 17. Bây giờ trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy, có một vị đến gần mà nói với tôi rằng, lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng, thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía, đều trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu, tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gốm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó có ghi một tên là sự màu nhiệm Babylon lớn, là mẹ kẻ tà dâm và những đáng gớm ghê trong thế gian. Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Giêsu. Tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Thiên sứ bảo tôi rằng, sao ngươi lấy làm lạ? Ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự màu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó, là con thú có bảy đầu và mười sừng. Con thú ngươi đã thấy trước có mà bây giờ không còn nữa, nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất. Những dân sự trên đất là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống. Từ khi sáng thế, thấy con thú đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không có nữa, mà sau sẽ hiện đến. Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan, bảy cái đầu, tức là bảy hòn núi mà người đàn bà ngồi lên, nó cũng là bảy vị vua nữa. Năm vị trước đã đổ, một vị hiện có, còn một vị nữa chưa đến. Khi vị ấy sẽ đến, cũng chẳng còn được bao lâu, chính con thú trước đã có, nay không còn nữa, là vị vua thứ tám. Nó cũng ở trong số bảy, và nó sẽ đi đến chỗ hư mất. Vả, mười cái sừng mà người đã thấy là mười vị vua chưa nhận nước mình, nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ. Chúng cũng một lòng, một ý, trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Chúng chiến tranh cùng chiên con sẽ được thắng, vì là chúa của các chúa, vua của các vua, và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con, cũng thắng được chúng nữa. Đoạn, thiên sứ lại nói với tôi rằng, những dòng nước ngươi đã thấy, trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. Mười cái sừng ngươi đã thấy, và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõ lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng nó có lòng vâng, làm theo ý muốn Ngài, cùng khiến chúng nó chung một ý và ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. Người đàn bà ngươi đã thấy, tức là các thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian.